một lớp học nơi mà các em học sinh được hát, được nhảy múa, được chơi thật vui với âm nhạc. Em cảm thấy tự tin và thú vị khi học âm nhạc. Âm nhạc đã giúp em có thể giao tiếp được với mọi người nhiều hơn. Âm nhạc thì giúp em cảm thấy yêu cuộc sống này hơn. Và cuộc sống của em thì nó sẽ thêm rất là nhiều màu sắc khác, thú vị hơn. Đây chính là phòng âm nhạc trị liệu cho trẻ em khuyết tật và không khuyết tật. Hoạt động này nằm trong dự án Lớn lên cùng âm nhạc của UNICEF, hỗ trợ cho Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Trẻ em Khuyết tật tại Đà Nẵng. UNICEF tập trung vào các nhóm trẻ em thiệt thòi, trong đó có trẻ em khuyết tật. Hòa nhập trẻ em khuyết tật đóng vai trò quan trọng trong giáo dục và phát triển kỹ năng, thực hiện quyền của trẻ em cũng như để đảm bảo rằng không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau, giúp trẻ khuyết tật hòa nhập tốt hơn, lớn lên cùng âm nhạc. Trường đã có rất là nhiều phương pháp để mà âm nhạc đối với sinh khuyết tật, như là đối với trẻ khiếm thị thì trường đã chú trọng hỗ trợ cho các em, đó là đưa những cái mà dụng cụ âm nhạc gần gũi như là organ, piano, đàn guitar để có thể các em có thể phát huy được năng khiếu của mình. Còn đối với những em mà khiếm thính không nghe được thì các em có thể cảm nhận được qua bằng các đôi bàn tay để các em có thể múa bay bổng với những cái giai điệu du dương mặc dù không nghe được. Bù đắp được những cái khiếm khuyết mà các bạn cảm thấy thiệt thòi hơn các bạn khác á, thì là âm nhạc đã làm được cái điều đó. Dự án mong muốn hỗ trợ trẻ em phát triển tối đa tiềm năng, không chỉ cho trẻ em thanh thiếu niên khuyết tật mà còn cho các trẻ em dân tộc thiểu số, nhập trẻ thiệt thòi trên phạm vi toàn quốc. Hiếu cảm thấy hôm nay rất là cảm động, tại vì mọi người chào đón Hiếu rất là tình cảm và các em có một cái năng lượng tích cực khi mà Hiếu hát với mọi người, Hiếu nhảy với mọi người, ai cũng rất là cuồng nhiệt. Nếu mà có một cái ngôn ngữ mà ai cũng hiểu thì đó chính là âm nhạc. Qua âm nhạc mình có thể kết nối được mọi người. Không quan trọng là em đến từ đâu, không quan trọng là em khó khăn gì, không quan trọng là các em có khuyết tật hay không, mà các em là trẻ em và các em có cái quyền và cơ hội để theo đuổi đam mê của mình. Em ước mơ về nhạc công và chống dân tộc để sau này được đi cống hiến nhiều cho mọi người. Em ước mơ lớn lên sẽ làm cô giáo dạy chuyện múa cho các bạn học sinh khuyết tật. Ước mơ của em sau này là sẽ được tham gia nhiều hoạt động văn nghệ và được đem tiếng hát, tiếng đàn của mình đến cho tất cả mọi người. I'd like to dedicate my New Year's message to all the viewers, but in particular to the parents and the children who live with disability, to thank you and acknowledge your courage, your strength and your devotion. It's through your wonderful children that we learn that we're all different, that we all have different strengths and that we all have abilities that we can bring to the fore.